Đây là hub Belkin 7 trong 1, sản phẩm phụ kiện gần như không thể thiếu đối với mình mỗi lần mang MacBook ra ngoài. Mặc dù rõ ràng như thị trường có tỷ tỷ loại hub khác nhau với mức giá mềm và có thể là nhìn nhanh về mặt tính năng nhiều hơn sản phẩm này của Belkin. Tuy nhiên, cuối cùng sau khi trải nghiệm rất nhiều sản phẩm như vậy, mình vẫn lựa chọn sản phẩm này của họ cho dù mức giá chênh kha khá so với cả các đại diện đến từ Trung Quốc. Nói thật thì cho tới bây giờ, giá những dòng sản phẩm Belkin cũng đã mềm hơn rất nhiều nếu như các bạn mua trên các nền tảng thương mại điện tử. Áp mã giảm các kiểu vào những ngày sale thì chắc chỉ còn khoảng 1,3 triệu, 1,4 triệu sản phẩm này, rẻ hơn rất nhiều so với mức giá hơn 2 triệu gốc của nó. Bây giờ, mình sẽ chia sẻ với các bạn lý do tại sao mình lựa chọn sản phẩm này. Đầu tiên, hãy cùng nhau nói về sản phẩm này trước. Ấn tượng khác biệt của Belkin lần đầu tiên khi các bạn cầm vào và để cạnh MacBook đó là nó được hoàn thiện phần vỏ với chất liệu vỏ nhôm, gần như giống hệt với vỏ của MacBook, kể cả về màu sắc và texture. Có chăng chỉ là cảm giác nó mỏng hơn một chút mà thôi. Còn nếu nhìn xa thì bạn khó lòng có thể nào phân biệt được và ai không biết có thể nhầm tưởng rằng đây là một phụ kiện đi kèm theo máy. Các thương hiệu khác cũng cố làm màu sắc và chất liệu tương tự như vậy, nhưng xét về độ chuẩn và đều so với cả MacBook thì kém xa sản phẩm của Belkin. Thực tế thì có thể đây không phải là một điểm quá quan trọng đối với nhiều người dùng. Tuy nhiên, đối với những bạn có một chút máu OCD trong người thì việc đồng bộ được như này phần nào có thể đem đến sự thỏa mãn. Tiếp đến, lý do mình lựa chọn loại hub kiểu dây như thế này chứ không phải dạng gắn khít vào Mac, mặc dù kiểu kia trông đẹp và gọn hơn rất nhiều. Vì kiểu dây như này giúp bạn linh hoạt hơn ở việc đặt hub, không bị che cổng kết nối còn lại các cạnh. Và quan trọng nhất là nó không dễ bị gãy khi chẳng may trong quá trình sử dụng bạn có lỡ đè tay hoặc đè vật dụng gì vào. Dần ra thì kiểu hub như thế này cũng được ưa chuộng hơn nhiều so với cả dòng gắn khít kia. Đây là một chiếc hub 7 trong 1 có đủ kết nối cần thiết đối với mình. Hai khe thẻ nhớ, một cổng HDMI có thể lên tới 4K 30Hz, một cổng C Power Delivery, hai cổng USB 3.0 và một cổng 3.5 audio. Có thể đối với một số người dùng và cả bản thân mình trước đây thì cảm thấy số lượng cổng này hơi ít. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần tham cổng, mua vài dòng sản phẩm hub giá mềm hơn nhưng nhiều cổng hơn thì mình nhận ra rằng số lần mình sử dụng các cổng đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và thậm chí có những sản phẩm mình đã mua về, dùng rồi cũng tham cổng nhưng cuối cùng các cổng đó lỗi hoặc không sử dụng được cùng một lúc. Đối với dòng này thì mình sử dụng như sau. HDMI tất nhiên là kết nối với màn hình ngoài, hơi tiếc một chút là chỉ hỗ trợ tối đa 4K 30Hz. Đây cũng là điểm thiếu sót lớn nhất của sản phẩm này. Mặc dù rõ ràng với người dùng MacBook thì ít người dùng sử dụng chơi game nên tần số quét không quá quan trọng, nhưng việc dùng được 60Hz thì vẫn là mượt mà hơn. Tiếp đó là cổng C thì sử dụng để cắm sạc rồi, hỗ trợ tối đa 100W, không quá đặc biệt và mình nghĩ ai cũng sẽ sử dụng như vậy. Hai cổng USB 3.0 mình dùng để cắm sạc cho tai nghe hoặc các thiết bị lưu trữ khác, còn lại thì để cắm receiver của bàn phím hoặc chuột. Cái hay của sản phẩm này của Belkin đó là không giống như một vài sản phẩm giá rẻ hơn, khi các bạn cắm cổng HDMI thì chỉ dùng được một trong hai cổng USB có thể truyền dữ liệu được, có thể là do các cổng khác đã sử dụng quá băng thông của hub. Nhưng đối với sản phẩm này của Belkin thì không bị như vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cách bình thường. Đây là một điểm cực kỳ đáng chú ý, vì việc này gần như không hãng nào lưu ý vào trang thông tin của sản phẩm khi các bạn mua hàng, chỉ có mua về dùng rồi mới biết nó bị như vậy, và đối với những dòng hub như thế này dùng cực kỳ bất tiện và khó chịu. Cuối cùng là cổng mình cần nhất, hai cổng cắm thẻ nhớ. Lại một trải nghiệm nữa mình phải chia sẻ cho các bạn vì việc sử dụng các loại hub giá rẻ. Đó là ban đầu thì không sao, nhưng sau một thời gian thì phần khe cắm thẻ này có hiện tượng bị lỏng, kết nối rất chập chờn, thi thoảng đang có file thì bị mất kết nối, rất khó chịu và buộc bạn phải giữ tay thẻ ở khe mới kết nối được. Còn đối với sản phẩm này của Belkin thì cho tới bây giờ sử dụng, mình chưa bị hiện tượng như vậy. Tốc độ đo được của mình khi thử dùng chiếc thẻ SanDisk với tốc độ ghi và đọc lần lượt công bố là 90-170 thì khi sử dụng hub này, tốc độ ghi của nó khoảng 80, tương tự với đọc cũng như vậy. Và mình cũng đã thử các loại hub khác giá rẻ hơn khoảng tầm một nửa thì tốc độ đọc ghi của nó chỉ rơi vào khoảng 26-30 m, thấp hơn rất nhiều so với cả loại hub của Belkin. Chính vì vậy, đây là một điểm cực kỳ ăn tiền so với cả dòng sản phẩm giá rẻ khác thị trường mà với những bạn là content creator hoặc sử dụng để quay phim, chụp ảnh rất cần thiết. Với số lượng cổng kết nối như vậy, sau một thời gian sử dụng của mình với các công việc văn phòng thì mình thấy nó hoàn toàn đủ, không bị thiếu. Mình có sử dụng thêm một ổ SSD di động bên ngoài nữa, nhưng ổ này là dùng với cổng C và vẫn cắm được vào Mac nên mình không thấy bị thiếu. Còn đối với mình thì số lượng như này là vừa đủ, vừa giữ cho hub hoạt động ổn định, không bị nóng quá mà đảm bảo kích cỡ của hub gọn gàng, nhẹ và nhìn không bị thô khi đặt lên bàn. Vậy thì vấn đề cuối cùng đó chính là mức giá của nó thực sự khá cao so với các sản phẩm khác trên thị trường. Tuy nhiên, điểm này giải thích và chấp nhận được ở một khía cạnh nào đó. Belkin là một trong số thương hiệu phụ kiện hiếm hoi được bán tại Apple Store cả offline và online. Đây cũng là một trong số những thương hiệu mà có nhiều phụ kiện được bán tại đây nhất. Để nhìn nhanh thì các bạn thể thấy được số lượng phụ kiện Belkin có thể lên tới hàng chục đang được bán tại trang web của Apple, trong khi các thương hiệu khác chỉ leo tèo vài ba loại. Điều này có thể phần nào khẳng định được chất lượng của những sản phẩm của hãng này khi rõ ràng việc qua được cửa ải kiểm duyệt của Apple và được đăng trên trang của họ không phải điều dễ dàng. Chắc chắn là không chỉ mỗi về mặt chất lượng mà còn nằm cả những yếu tố khác nữa. Nói một cách đơn giản, tập đoàn Foxconn là nhà cung ứng lớn nhất của Apple, cả điện thoại iPhone cho đến iPad và AirPods mới đây.
cũng đồng thời là chủ sở hữu thương hiệu phụ kiện Belkin và các thương hiệu Kong, sau khi mua lại chúng vào năm 2018 với mức giá 900 triệu đô. Nên nếu xét mặt quan hệ thì Belkin gần như là hãng phụ kiện có mối quan hệ bắc cầu gần gũi nhất với Apple. Chính vì vậy, những sản phẩm của thương hiệu này rõ ràng sẽ luôn áp dụng những tiêu chuẩn sản xuất và đánh giá khắt khe nhất trên thị trường, và cũng như họ sẽ có nguồn lực từ nhà máy hàng đầu thế giới. Chứ không đơn giản như nhiều hãng phụ kiện thị trường hiện nay đặt hàng một nhà máy với số lượng lớn, sau đó cụp logo của mình vào, hay gọi cách khác là OEM. Nên có lẽ để nói về chất lượng và giá trị thương hiệu thì các hãng khác phải gọi Belkin bằng papa và xưng con. Xét về tuổi thì cũng đúng thật, Belkin được ra đời chỉ năm 1987, trước hàng chục năm so với cái thương hiệu mà các bạn thường thấy trên thị trường. Và với việc Belkin tự tin như vậy về chất lượng sản phẩm của họ, đó là những sản phẩm hấp của Belkin được bảo hành lên tới 24 tháng một đổi một, gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với cả những thương hiệu khác trên thị trường. Đây là yếu tố rất quan trọng vì rõ ràng đối với mình, hấp là thiết bị gần như mình cắm toàn bộ thời gian khi sử dụng laptop, nên thời lượng dùng của nó gần như là liên tục. Chính vì vậy, độ bền là yếu tố rất cần được quan tâm. Vì vậy, đúng là ở mặt mức giá, các sản phẩm Belkin luôn bị gánh thêm chi phí do yếu tố thương hiệu, tất nhiên, và quality control hay kiểm soát chất lượng và cả bảo hành so với cả sản phẩm khác nữa. Nhưng mình nghĩ nó không quá đáng kể nếu như xét đến những thứ mà sản phẩm của thương hiệu này có thể bảo đảm cho bạn, cũng như chiếc MacBook mà các bạn đang sử dụng. Và đó là chia sẻ của mình. Nếu như các bạn muốn mua sản phẩm này với mức giá tốt, đừng quên tham khảo đường link mình để phần mô tả và phần bình luận video này, cũng như đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Instagram của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.